Anh Trinh. Có chuyện gì đấy? Em xin lỗi anh. Anh cứ yên tâm, nếu mà công trình này em xui á thì tụi em cũng không để anh thiệt thòi đâu. Cậu làm gì đấy? Cậu cất vào đi. Việc công trình là việc của tôi. Tôi phải làm việc lại với chủ đầu tư để tìm ra nhà thầu thích hợp đã. Mà thay vào làm cái việc này ấy, thì tốt nhất là các cậu nên tập trung vào việc đáp ứng thầu cho nó tốt vào. Thôi, mời cậu về cho. Ngày mai cậu không cần phải tới công ty nữa. Ơ nhưng tại sao vậy? Cậu xem đi. Yên tâm, công trình cứ để tôi lo. Cậu cất vào đi. Ở cái công ty này ấy, không có chỗ cho những cái người ăn hối lộ và thiếu chính trực giống như cậu ấy. Giờ cậu xuống làm thủ tục đi. Sau cái ngày hôm đó, em nghe mọi người nói anh đi đâu cũng bị xua đuổi hết, sống lang bạc khắp nơi. Anh Trinh, lỗi tại em anh Trinh. Tất cả mọi việc em đều bày trò ra, rồi bây giờ em cũng phải trả giá. Tôi không tuyển lại người như cậu. Anh thất bại vậy chưa đủ hả? Anh Trinh ơi, anh muốn mắng muốn chửi em cũng được đó. Em xin lỗi anh, em dập đầu xin lỗi anh. Nếu muốn trả thù thì 5 năm trước tôi đã làm rồi. Tôi đã bỏ qua cho cậu. Nhưng cậu thấy đấy, luật nhân quả có bỏ qua đâu. À, bạn tôi đang tuyển nhân viên. Nếu cậu không chê thì tôi giới thiệu qua đầu ứng tuyển nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.